Ok, chào mừng anh chị em đã đến với video cuối tuần cùng em Huynh nha anh chị ờ, Trong video cuối tuần này thì em Huynh sẽ chia sẻ với anh chị em một số dấu hiệu cũng như góc nhìn để chúng ta có thể là sớm nhận biết được khi thị trường của chúng ta bước vào những giai đoạn rủi ro cũng như những bài học mà chúng ta có thể là đúc kết được trong quá trình đầu tư của mình ờ, Hy vọng là sau video này sẽ có thể là giúp anh chị em mình mang lại những hiệu quả tốt hơn trong quá trình đầu tư hay là kinh doanh cổ phiếu Uh, chúc anh chị em mình xem video vui vẻ, cũng như là đừng quên ủng hộ em bằng những nút like hoặc là những bình luận bằng trái tim màu tím và anh chị cũng đừng quên uh, đăng ký kênh nha. OK. Và như chúng ta đã trải qua một cái tuần với hai phiên giảm điểm rất là lớn trong ngày thứ hai và thứ sáu và kết uh, đến tuần thì chúng ta đã À, rớt khỏi những cái mốc mà tâm lý hay những vùng hỗ trợ mạnh là cái vùng 1250 và kết tuần chúng ta giảm 36 điểm, 36.7 điểm tương đương với 2.86% anh chị. Đã đưa của chúng ta về những cái sát mốc 1235. Thì như anh chị thấy đã thấy là uh, những cái biên vùng 1250 nó đang được giữ được ở ba phiên ngày thứ ba thứ tư và thứ năm thì chúng ta đang kỳ vọng là uh, chúng ta sẽ có những đợt phục hồi về những cái vùng khách sạn qua những cái vùng 1270 nghìn uh, thì khi đó chúng ta có thể là có những cái mức giá của cổ phiếu uh, khi đó chúng ta cơ cấu bước ra thì có thể là giảm bớt uh, được phần nào về thiệt hại của mình nhưng mà uh, thị trường nó diễn biến cũng không như là những nhà đầu tư hay là chúng ta đang mong đợi mà nó diễn biến một cách rất là À, nhanh và bất thường ở trong phiên ngày thứ sáu anh chị, thì như em đã nhận định là thị trường chúng ta đã bước vào rủi ro từ uh, bắt đầu từ uh, những cái đợt quá trình mà chúng ta thấy là sau những cái phiên ngày 12 tháng 6 mà thị trường nó bứt phá qua những vùng một ba chúng ta thấy những cái vùng thanh khoản không quá là lớn, cùng theo đó là sau những phiên mà bật tăng này thì thị trường sau đó là liên tiếp những cái phiên giảm điểm thì em sẽ chia sẻ cho anh chị là một số dấu hiệu để chúng ta có thể là nhận biết sớm để có thể là tránh được những cái thiệt hại trong những lần đầu tư lần đầu tư sắp tới nha anh chị. À, anh chị có thể nhìn trên uh, slide của em đây là nếu mà trong giai đoạn nào thị trường khỏe thì khi đó chúng ta đánh đánh giá là cơ hội sẽ cao hơn rủi ro thì trong quá trình đó là liên tiếp có những cổ phiếu bứt phá đỉnh thành công. Chúng ta có thấy là giai đoạn tháng 4 uh, uh, và tháng 5 đúng không ạ? chúng ta thấy là giai đoạn này là thị trường cũng giảm tương đối là mạnh anh chị. Là đây là chúng ta thấy là mức giảm mà liên tiếp chứ không phải giống như cái giai đoạn hiện nay là giảm như kiểu là cưa trên bàn, nó cứ cứa chúng ta một chút sau đó là hồi phục khoảng uh, 10 đến 15 điểm sau đó nó lại tiếp tục một đợt rơi thì nó sẽ dẫn đến chúng ta nếu mà chúng ta không biết kế hoạch hay là cái những diễn biến của thị trường thì rất thế chúng ta có thể là xa lầy vào những cái đợt hồi phục này của thị trường nha anh chị chúng ta là những cái đợt tháng 4 tháng năm chúng ta thấy là thị trường cũng đang tương đối là khỏe anh chị thì dấu hiệu của chúng ta có thấy là những cổ phiếu như là lb bank đúng không ạ là liên tục phá đỉnh thành công nha anh chị những cái phiên trả lại hay là những phiên tết lại thì nó không bị phá vỡ đi những cây bùng lổ vượt đỉnh của nó trước đó thì chúng ta thấy đây là những tín hiệu cho thấy là giai đoạn đó của thị trường là vẫn đang ổn và thị trường đang có những tín hiệu mà tích cực hơn là rủi ro tiếp theo chúng ta có thể là sau đó sẽ liên tiếp những cổ phiếu ở trong uh, nhóm ngành nó có tín hiệu vượt đỉnh thành công như anh chị như là TSH, độ anh chị thấy không ạ? giai đoạn là uh, tháng tư rồi đến tháng 5. tiếp theo những đợt điều chỉnh chúng ta thấy là những cổ phiếu là liên tiếp có những cây vượt đỉnh thành công và lối tiếp sau đó là những cái đà tăng ở cổ phiếu hay chúng ta thấy là như những cổ phiếu như FPT hay là thế giới di động em ở đây sẽ chỉ ví dụ cho anh chị em là một số cổ phiếu thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là trong uh, nhóm ngành thì cũng đâu đó cũng có vài cổ phiếu chứ không chỉ là những cổ phiếu mà em nêu ra đâu nhá. Chúng ta lại thấy giai đoạn tháng tư và tháng năm đúng không ạ? Sau khi thị trường giảm nhưng chúng ta thấy là liên tiếp có những cổ phiếu có dòng tiền vào vượt đỉnh thành công. Đó, anh chị thấy là liên tiếp là đà tăng cổ phiếu hay là những cổ phiếu như là FPT. Đó, anh chị thấy không? Giai đoạn của uh, đúng cái đợt mà thị trường nó điều chỉnh sâu thì chúng ta thấy là đã có những cổ phiếu nó quay trở lại và vượt đỉnh và có những cái mức tăng giá rất là tốt với những cái thành thanh khoản tiền vào thì khi đó chúng ta thấy là những cái đợt điều chỉnh đó nó sẽ là cơ hội để cho chúng ta tìm ra những cổ phiếu như vậy còn chúng ta thấy là trong giai đoạn hiện nay đúng không ạ giai đoạn chúng ta thấy là giai đoạn từ ngày 12 tháng 6 thì theo em đánh giá đó là giai đoạn của thị trường yếu giai đoạn này là rủi ro cao hơn cơ hội nha anh chị thì uh, dấu hiệu chúng ta có thể là nhận biết đơn giản qua những cái là xuất hiện liên tiếp những cổ phiếu bứt lên vượt đỉnh thất bại hay là có những cổ phiếu gãy lên chúng ta đơn cử như là vic ssi của trong nhóm uh, chứng khoán hay là cổ phiếu vhc của nhóm thủy sản rồi dgc hóa chất rồi dầu khí rồi ctd nhóm đầu tư công xây dựng thì chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào vendec đi anh chị nó có những dấu hiệu là bắt đầu sau phiên ngày 12 tháng 6 anh chị Thì uh, liên tiếp ngày đó thì thị trường nó bắt đầu có những nhịp điều chỉnh anh chị thấy không ạ Nhưng mà chúng ta thấy là trên thị trường Có những cổ phiếu chúng ta thấy là như là VX đúng không ạ Chúng ta thấy là VX đúng vào phiên ngày 12 tháng 6 đúng không anh chị Có một cây thanh khoản vào rất là lớn và bứt phá qua khỏi những vùng nền tích lũy và vượt qua những vùng cản giao cam anh chị nhưng mà chúng ta thấy là liên tiếp sau đó là những cái phiên giảm điểm của thị phiếu mà cổ phiếu nó còn phá đi những vùng nền tích lũy tương đối là mạnh chúng ta thấy là chúng ta đã có cơ hội mà nhìn ra chứ không phải là chúng ta mới bắt đầu nhìn ra thị trường từ ngày 24 đơn chị chúng ta thấy rủi ro bắt đầu là từ sau những cái phiên mà vượt 1.300 <laughs> với những cái thanh khoản mà chúng ta thấy là thanh khoản không quá là lớn cũng như là chúng ta thấy chưa có những cái dòng cổ phiếu hay là những cái cổ phiếu nào mà bứt phá như trong những giai đoạn mà những cái cổ phiếu như là TCH hay là LB Bank anh chị mà sau giai đoạn sau cái giai đoạn 12 tháng uh, tháng 6 này là liên tiếp những cổ phiếu vượt đỉnh thất bại anh chị 12 6 đây chúng ta thấy là sau đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 phiên anh chị 12 phiên hay là chúng ta thấy là SSI đúng không ạ cũng có những tín hiệu mà đúng phiên ngày 12 tháng 6 luôn là cổ phiếu nó vượt được qua những vùng kháng cự đấy anh chị chúng ta thấy là cái vùng giao gam đây là những vùng mà tương đối là cứng nhưng mà chúng ta thấy là liên tiếp những phiên sau đó là cổ phiếu đổ đèo thì như vậy thì chúng ta cũng phải là đánh giá là thị trường nó đang không ổn anh chị chúng ta thấy là khi cổ phiếu giảm nhưng mà không hề có những cái lực tiền hay là những cái dòng tiền lớn vào để bắt đáy cổ phiếu tại sao mà khi cao này người ta có thể đổ tiền vào mạnh này mà trong khi giá cổ phiếu thấp này mà không thấy ai mua mà cổ phiếu hãy liên tiếp giảm ngoài ra thì nói chung là trong giai đoạn đấy thì nó sẽ liên tiếp xuất hiện anh chị có thể là nó không cùng một ngày đâu nhưng mà sẽ liên tiếp xuất hiện những cổ phiếu hay là chúng ta thấy là uh, trong giai đoạn ngày 19 tháng 6 đúng không anh chị cổ phiếu VHC uh, chúng ta thấy là trong suốt quá trình đầu phiên chúng ta thấy là cổ phiếu này giao dịch rất là tích cực anh chị có những lúc kéo lên cái mức 5 đến 6 phần trăm mức giá 8 giá 80 anh chị nhưng mà cuối phiên nó đạp một phát về cái những mức giá đóng cửa trong phiên trong khi chúng ta thấy là dòng tiền của cái phiên này rất là lớn anh chị chúng ta rất là kỳ vọng trong loại thị trường này chúng ta là thấy là ngày 19 tháng 6 đúng không ạ 19 tháng 6 chúng ta nhìn xem đồ thị đi ngày 19 tháng 6 là ngày nào đó anh chị nó trước ngày uh, Bindex, chúng ta rơi cơ thì chúng ta thấy là thị trường nó đang loanh quanh luẩn quẩn ở những vùng 1.280 anh chị với những cái thanh khoản là uh, tương đối là gọi là trung bình của 20 phiên thì chúng ta đang kỳ vọng là sẽ có một nhóm ngành nào đứng lên dẫn dắt thị trường hay là có những cổ phiếu nổi bật mà dòng tiền tham gia từ đó sau những phiên đó thì dòng tiền nó có thể lan tỏa thì chúng ta có thể là đặt kỳ vọng cửa của thị trường bứt phá lại một lần nữa trên cái vùng 1.200, uh, 1.300 này sẽ lớn hơn nhưng mà không cổ phiếu nó nó đã cho chúng ta những diễn biến hoàn toàn ngược lại anh chị như là VX anh đúng không, anh chị à VHC đúng không anh chị đó thì tiếp theo chúng ta thấy là những cổ phiếu phá gãy những cái nền tích lũy sau đó là BVD, BVS và BBC những cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí anh chị BVD anh chị dù chúng ta thấy là những cái nền tích lũy của nó tương đối là chặt quanh những cái vùng mà giao găm đồng thời nó được hỗ trợ bởi những cái đám mây rất là mạnh nhưng mà cổ phiếu vẫn bị gãy gãy lên anh chị thấy không ạ tận ngày 24 tháng 6 cơ nó bắt đầu có những phiên gãy lên và liên tục nó đổ đèo và nó phá đáy 24 tháng 6 nó bắt đầu vào cái phiên mà thị trường chúng ta lao dốc anh chị thì nó đã không giữ được những cái vùng hỗ trợ cứng của nó và nó bắt đầu đổ đèo PVC cũng vậy ngoài ra thì chúng ta thấy là trên thị trường này cũng có rất nhiều cổ phiếu anh chị đấy PVC dù chúng ta thấy là cái nền tích lũy của nó phía trước cũng rất là tốt trong những đồ thị ngày cũng như là đồ thị khung tuần nha anh chị PVS đó nó bị rũ hết những cái nền mà tích lũy trên những vùng giá à, loanh quanh 43 bây giờ nó đã về 40.6 rồi và chúng ta đang có nguy cơ là cổ phiếu này sẽ không giữ được những vùng hiện tại nha anh chị. Anh chúng ta thấy là cũng gần đây nhất, <laughs> chúng ta thấy là liên tiếp sau những phiên mà thị trường vượt đỉnh không thành công là những phiên cổ phiếu vượt đỉnh thất bại. Đó. Thì thật ra chúng ta nếu chúng ta có thể là có những kinh nghiệm hay là giao dịch trên thị trường thì chúng ta có thể là sớm nhận biết ra thị trường nó đã bước vào những cái giai đoạn rủi ro và những cái giai đoạn đó là chúng ta gọi là đánh tham gia thị trường với những tỷ trọng vừa phải đơn chị, khoảng tầm uh, 50% tiền, uh, 50% cổ để chúng ta vẫn đi. Dĩ nhiên là thị trường nó vận động thì nó vẫn luôn luôn cho chúng ta những cơ hội anh chị. Thì uh, nhưng mà giai đoạn thị trường nó không tích cực thì chúng ta sẽ uh, lên quản trị những cái lượng tiền vào chúng ta vừa phải thôi để khi có biến thì chúng ta có thể là thoát hàng nhanh chóng uh, khỏi những vị thế của mình đang nắm giữ không đẹp anh chị. Chúng ta thấy là phiên giảm ngày 24 tháng 6 đúng chị? thì cổ phiếu chúng ta là giữ được cái mốc 1250 thì em cũng chỉ là kỳ vọng trong 3 bốn phiên tiếp theo là thị trường nó có thể hồi phục về những vùng uh, quanh quanh 1270 để cho anh chị em mình cơ hội thoát hàng luôn chị. Thì em đã làm những rất nhiều cái video hay những buổi live stream trước đó là những cái giai đoạn mà trong những cây thị trường phục hồi này sẽ không phải là thời điểm mà chúng ta có thể là gia tăng vốn này là trung bình giá mà nếu anh chị em nào vẫn giữ vị thế mà cổ phiếu không tốt thì chúng ta phải cơ cấu để cho chúng ta có những lượng tiền mặt để khi thị trường nó quay đầu điều chỉnh thì chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt và chúng ta có thể tham gia khi chúng ta thấy là dòng tiền nó rút ra khỏi viên ngày 24 tháng 6 anh chị nhưng mà cái phiên phục hồi này chúng ta thấy là dòng tiền không có vào anh chị thì em vẫn đánh giá là để thị trường nó quay đầu mạnh mẽ và nó có những nền giá cứng thì chúng ta buộc phải là dòng tiền nó nó thoát ra, nó chốt lời Ở nhóm cổ phiếu như công nghệ hay những cổ phiếu mà nó đã Lời rất lớn trong đoạn vừa qua Thì gầm tiền nó phải quay trở lại Và kéo một nhóm ngành cổ phiếu đó Nhưng mà chúng ta không thấy được những cái dòng tiền nào Hay là những um, dòng tiền vào Hay là những cái cổ phiếu nhóm ngành nào nó bứt phá Mà chúng ta thấy là đều là những cú lừa anh chị Như chúng ta thấy là gần đây nhất có Cổ phiếu liên quan đến ngành cao su anh chị Nhiều anh chị em cứ đánh giá là thị trường đã ổn rồi nhưng mà theo mình giá là chưa chưa hề anh chị bởi vì đa số là nó chỉ kéo một số cổ phiếu thôi nó chỉ, dòng tiền nó không hề lan tỏa anh chị đây có thể là những cái dấu yếu mà để cho những nhà đầu tư là mà loan trẻ hay là thiếu kinh nghiệm mà à, đổ tiền vào quá sớm để kỳ vọng mà cổ phiếu này nó có thể à, vượt đỉnh hay là gì đó thì em giai đoạn này là một cái cảnh báo cực kỳ là nguy hiểm anh chị chúng ta thấy là phiên uh, hàng về thì nếu anh chị em nào mà đua nếu mà không cắt lỗ sớm thì có thể là vẫn có thể là dẫn đến những đợt thiệt hại về sau anh chị nếu mà mình biết quản trị khi hàng về là mình có những mức lỗ hay là những đạt những cái kết quả không nguyện vọng là mình phải cắt lỗ nha anh chị hay là những cổ phiếu trong nhóm cao su anh chị thấy là DRC cũng vậy sau những cái phiên vượt đỉnh này nhưng mà những cái phiên hàng về nó đều thất bại thì đó cho chúng ta là dấu hiệu của thị trường đang có vấn đề thì dấu hiệu của thị trường là vấn đề thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải không nên tham gia quá nhiều vốn trong giai đoạn hiện nay. Thì uh, như em đánh giá rất là nhiều cái phiên trước đó sau cái phiên giảm 24 tháng 6 này thì với những cái đà rơi tương đối là mạnh với những thanh khoản lớn, cây lến đỏ dài này thì chúng ta thấy là đây tượng những cái vùng 1235 này là những cái vùng mà chỉ số Vindex nếu mà muốn ổn định được trong cái những cái lửa tuần đầu của Tháng 7 anh chị nửa tháng đầu của tháng 7 thì chúng ta thấy là những cái vùng 1235 phải giữ được bởi vì đây là hỗ trợ của giao găm cũng như là đám mây. Anh chị thấy không ạ? Nếu mà nó rơi khỏi những vùng 1235 và cái vùng mà nó mất đi những cái vùng đám mây này thì chúng ta thấy là phía dưới chúng ta chỉ còn những cái vùng hỗ trợ giao găm rất là xa ở trước đó là vùng 1194 194 thì khi đó chúng ta thấy áp lực của thị trường sẽ rất là lớn có thể là thị trường chúng ta sẽ quay trở lại những thời kỳ đao uh, chen anh chị nếu mà thị trường chúng ta mà trong những cái tuần đầu tháng 7 mà giữ tiếp được và chúng ta thấy là thị, thị trường có những cái sự cân bằng quay trở lại ở vùng 1235 thì chúng ta thấy đánh giá là thị trường có thể ổn định hơn vào những lửa cuối tháng 7 anh chị cũng đồng thời chúng ta thấy là đây cũng là cái vùng khách sạn của khung tuần rồi 1235 thì nếu mà thị trường ta mà phá đi vỡ những vùng 1235 thì về đầu mặt trung hạn thì chúng ta cần phải cơ cấu lại những cái vị thế của mình thôi. Bởi vì theo nguyên tắc thì uh, nếu mà phá vỡ đi những vùng Kizu ở trong công tuần thì những vị thế trung hạn thì chúng ta phải hạ bớt thôi. Còn vị thế ngắn hạn thì chúng ta đã hạ hoàn toàn ở trước những cái phiên uh, giảm điểm này rồi anh chị, chứ em không phải nói là sau phiên giảm điểm là thị trường mới xấu mà thị trường nó đã tiềm uh, tàng nguy cơ ở những cái phiên mà sau ngày 12 tháng 6 rồi anh chị Ok thì chúng ta thấy là nếu mà nhìn đồ thị ngắn hơn nếu mà nhìn vào phiên thứ hai và thứ ba của tuần tới thì chúng ta thấy là trong phiên thứ hai thì áp lực vẫn còn vì chúng ta thấy là hiện nay hai cái kiếm ở đồ thị một giờ thì nó đã bắt đầu hướng xuống rồi đó hướng xuống rồi thì để mà thị số chứng lại thì nó phải chỉnh uh, trong ngày thứ hai và sau đó À, trong phiên ngày thứ ba nó không phải đáy thì chúng ta thấy là khách sạn ở những cái đồ thị ngắn hạn hơn thì nó mới có thể là mở ra nhưng mà cái kỳ vọng mà hồi phục đợt này của em sẽ không còn là quá lớn như anh chị chúng ta thấy là những vùng chúng ta thấy là những vùng 1250 đây là những vùng kỳ vọng quá là lớn mà thị trường đã phá vỡ thì từ những vùng hỗ trợ này thì bây giờ nó lại trở thành những vùng kháng cự rất là lớn cho thị trường chúng ta thấy là phiên ngày thứ sáu vừa qua có một cây lến rút chân nhưng em thấy cây lến rút chân này không hề uy tín hay là không hề uh, nói cho chúng ta biết uh, là thị trường có thể là hồi phục từ đây anh chị uh, tuy là một cây lến rút chân nhưng mà chúng ta thấy là cái vùng uh, giá đóng cửa nó vẫn thấp hơn so với những cái vùng tạo đáy của những cây lến trước đó đồng thời là hai cái kiếm hôm ngày nó cũng chỉ ở xuống rồi chứ nó không có kiểu nhà đi ngang trong những phiên vừa qua nha anh chị anh chị hết sức chú ý còn uh, anh chị có thể là xem qua một số yếu tố này có thể là mình có thể là nhìn nhận có thể là phân tích thị trường trong những giai đoạn sắp tới của thị trường khi thị trường chúng ta thấy là cân bằng trở lại thì anh chị sẽ thấy là dòng tiền nó sẽ đổ vào cổ phiếu và sẽ có rất nhiều các cổ phiếu có thể là quay lại nền tích lũy rồi từ từ những cái lền tích lũy đó thì cổ phiếu nó có thể là bứt phá anh chị đó, thì khi thị trường em đánh giá rồi khi thị trường nó khỏe thì cơ hội cao hơn rủi ro thì lúc đó chúng ta có thể là gia tăng tiền và vốn vào trong thị trường cũng như cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ hay là theo dõi còn trong giai đoạn thị trường yếu là những giai đoạn mà rủi ro nó cao hơn cơ hội thì chúng ta sẽ xem là nó liên tiếp xuất hiện những cổ phiếu mà bứt lên thất bại và cổ phiếu nó gãy lên dù cái lên tích lũy nó có thể là tạo trong khoảng một vài tuần hay một vài tháng anh chị chúng ta có thể là nhìn thấy đây thì từ đó chúng ta anh chị thấy là khi thị trường nó tốt hay xấu nó không thể diễn ra trong một phiên đâu anh chị. Chúng ta thấy là dấu hiệu của nó đã xuất phát từ khoảng một tuần trước đó rồi. Nên uh, nếu anh chị em mà có kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể là nhận ra những cái yếu tố như vậy nha anh chị. Nếu anh chị em mình mà trong quá trình đồng hành mà uh, chưa có những cái kiến thức hay là có những cái uh, ám hiểu cơ bản về thị trường thì có thể là liên hệ với mã Zalo em có để trên góc màn hình thì anh chị có thể là vào cái nhóm Zalo của em từ khi đó chúng ta có thể là cùng nhau trao đổi về thị trường cũng như là đưa ra cho anh chị những em những tín hiệu cảnh báo sớm nha anh chị hoặc anh chị có thể là mở một tài khoản chứng khoán SSI thì có thể là đồng hành cùng em Huynh có thể đi tìm kiếm những cơ hội vừa qua thì trong cái đợt mà thị trường giảm này thì em cũng có tham gia vào vị thế một số cổ phiếu nhưng mà chúng ta thấy hàng về em cũng đều phải ao hết những cái vị thế ngắn hạn thế cộng như là hoa sen anh chị ạ Hoa sen em đã vào ở giá 24 ở cái phiên giảm điểm đó nhưng mà hàng về thì em bán loanh quanh những cái vùng giá hòa vốn anh chị em kỳ vọng cổ phiếu hoa sen này nó cao hơn phải lên những cái vùng đỉnh cũ thì em mới bán những nhịp tê cộng nhưng mà không chúng ta thấy là ngay cái phiên thứ sáu mình đang kỳ vọng là thị trường hồi phục nhưng mà cổ phiếu nó đỏ ngay từ đầu phiên nên em vẫn cố lắm giữ anh chị <laughs> nhưng mà khi nó quay trở lại những vùng mà giá vốn của mình thì em cũng phải hạ những cái vị thế ngắn hạn t cộng và chúng ta thấy là em vẫn có những cái vị thế một phần hai ở giai đoạn trước đó mà em vẫn chưa bán anh chị bởi vì nó chưa vi phạm cái những cái nguyên tắc cắt lỗ của mình thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ thôi còn chúng ta sẽ cùng quan sát cổ phiếu hoa sen hay là những cổ phiếu thép ở trong giai đoạn tới để xem vận động của nhóm ngành thép như thế nào thì chúng ta sẽ có những đánh giá sau như anh chị còn cổ phiếu này em đánh giá cũng tương đối là khỏe hay là những cổ phiếu như DG trong nhóm ngành bất động sản thì em cũng phải ra những cái vùng giá hòa vốn khi em đã ra đã vào ở những cái vị thế mà 26.3 anh chị nhưng mà chúng ta thấy là à, sau những cái phiên tiền vào và những cái mức tăng 3.42 thì cái phiên sau nó trả về chúng ta thấy là cái mức giá bán đi thì cũng loanh quanh những vùng giá hòa vốn hoặc là xe nhẹ thôi thì à, em cảm thấy thị trường xấu thì em đã cũng ra những cái vị thế ngắn hạn rồi và hiện nay cái lượng tiền mặt của mình cũng tương đối là lớn mà có thể là khi chúng ta thấy là có những vị thế hay có những cái lượng tiền mặt lớn thì chúng ta hoàn toàn có thể là à, theo dõi cái thị trường với một cái uh, tâm thế nó gọi là minh mẫn và có thể là nhìn ra dòng tiền hơn là chúng ta đang kẹt ở trong những vị thế lỗ thì chúng ta sẽ là luôn luôn đợi những đợt hồi phục hay là mình luôn luôn rơi vào những cái tâm trạng mà không biết là cổ phiếu nó có hồi phục được không hay là cổ phiếu nó có phá đáy hay không từ khi đó thì mình sẽ rất khó có thể là nhìn nhận ra những cơ hội của thị trường anh chị còn đối với những cổ phiếu trong những ngành bất động sản thì thêm tin nếu mà cổ phiếu như DG này những cái vùng giá 26 này nó vẫn giữ được trong tuần tiếp theo thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể là tham gia lại vào những cổ phiếu như DG để đánh những cái nhịp hồi phục anh chị <laughs> thì đối với những cổ phiếu DG này thì em chỉ sẽ chỉ, chỉ kỳ vọng những cái đợt hồi phục về những vùng 29 thôi chứ mình chưa thể đánh được những nhịp uptrend của cổ phiếu như DG được nhưng mà thị trường nó đang cho những yếu tố rủi ro thì mình những vị thế ngắn hạn thì mình phải đảm bảo mình không bị mất tiền đã còn lãi mình có thể là kiếm sau khi thị trường hồi phục thì mình vào cũng chưa muộn nha anh chị còn nhóm ngành nào mà chúng ta chú ý đến ở trong giai đoạn tiếp theo để có thể là canh vào nếu mà thị trường có những cái dấu hiệu dấu hiệu cân bằng nha anh chị đầu tiên chúng ta <laughs> chỉ nói chị nhé đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy là thị trường nó vẫn còn là những cái nhịp đà rơi là khoảng về những vùng chúng ta kỳ vọng là 1230 đến 35 đi là khoảng 10 điểm nó nữa Lữa thì chúng ta hãy chọn những nhóm ngành mà có thể là rơi cùng nhịp với thị trường và về những vùng hỗ trợ này cho anh chị chứ không lựa chọn những cái nhóm ngành hay là những cổ phiếu mà đã rớt khỏi những vùng hỗ trợ này rồi thì khi đó nó sẽ vận động không tương đồng thị trường thì chúng ta đang kỳ vọng là thị trường có thể đã rút chân và hồi phục được từ vùng này. Thì chúng ta sẽ lựa chọn những cổ phiếu mà đi theo thị trường. Hoặc là những cổ phiếu mà đang cao mà đang giữ được uh, những cái vùng giá. Ví dụ là trên 1280 tương đương thị trường này thì em cũng không tham gia. Bởi vì rất dễ những cổ phiếu đó nó đang leo cao như vậy. Thì rất dễ sau nhịp này thì những cổ phiếu đó có thể rơi bù. Ở đơn cử như là những cổ phiếu dòng công nghệ như là FPT đúng không ạ? Nó đang leo quá cao này rồi thì nó sẽ không có điểm chúng ta tham gia ở trong giai đoạn thị trường điều chỉnh này khi có rất nhiều các cổ phiếu nó đang nó đang cho chúng ta những cái chiết khấu gọi là hấp dẫn còn cổ phiếu này chúng ta thấy đang lưng chừng thì mua vào nó vẫn rất rủi ro anh chị hay là mvkg cũng thế đấy đó chúng ta thấy đang leo này trong khi cổ thị trường chúng ta đã, đã điều chỉnh rồi thì em đánh giá nhiều anh chị bảo là những cổ phiếu này nó đang khỏe thị trường ấy nhưng mà không em sẽ em sẽ không đánh giá mà em sẽ đánh giá đây là những cổ phiếu mà nó đang nó đang neo giá để nó phân phối gọi là nó những cái dòng tiền lớn nó đang ra ra hàng anh chị và hoàn toàn là những cổ phiếu hôm nay nó có thể là uh, rơi bù về sau đó anh chị thấy là nó đã xuất hiện những phiên bán tương đối là lớn nhưng mà giá cổ phiếu nó vẫn hồi phục nó vẫn kéo được giá lại thì theo em đánh giá là những cái nhịp này những nhịp phân phối nó đang bắt đầu diễn ra có thể là cổ phiếu nó chưa rơi ngay đâu bởi vì chúng ta thấy là để một cổ phiếu phân phối hết hàng thì nó phải cần một thời gian anh chị. <laughs> Nhưng mà những anh chị nào mà đang chưa có vị thế mà muốn tham gia ở ở những giai đoạn này thì em đánh giá là cái rủi ro nó sẽ lớn hơn cơ hội rất nhiều. Nha anh chị, chúng ta hết chú ý đến những dòng mà đang leo cao như đồ thị cổ phiếu ví dụ như là FPT nha anh chị. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào một nhóm ngành mà anh chị có thể để ý nha anh chị. Vậy em sẽ đi soi một nhóm ngành mà bảo hiểm bảo hiểm nó đang quá cao rồi nó không điều chỉnh theo thị trường thì em cũng không ưu tiên đối với những nhóm ngành bảo hiểm thì nó sẽ phù hợp cho anh chị em nào mà nắm giữ và sẽ lân những mức chặn lỗ à những cái mức chặn lãi của mình thôi bởi vì đa số anh chị em nào mà tham gia bảo hiểm thì chúng ta đều có những mức lãi tương đối là ổn rồi bất động sản đó thì bất động sản thì chúng ta sẽ có hai dạng cổ phiếu anh chị một cổ phiếu nó đang con những hiệu tạo đáy và một cổ phiếu là kênh trên này rồi thì chúng ta tùy theo những anh chị em nào mà yêu thích đánh cổ phiếu nào thì chúng ta có thể thêm theo dõi những cổ phiếu ở kênh dưới mà đang có những tín hiệu tạo đáy nha anh chị như là DGPDR thì chúng ta hãy cùng xem ở những cái nhịp đầu tuần tới nếu mà cổ phiếu nó không phá đi những cái đáy ở cái tuần trước anh chị thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể là tham gia kỳ vọng có những trước mắt là những nhịp hồi anh chị còn để đánh sóng thì chúng ta phải đợi khi nào nó vượt qua những vùng cản này hay là những cái cổ phiếu mà bất động sản mà đã nó khang điền đúng không ạ KDH thì tùy anh chị em mình có thể lựa chọn thôi thì nó có thể là nó quay trở lại những vùng giao găm 35.6 hoặc là 35.6 thì sẽ đẹp hơn thì nếu chúng ta thấy là thị trường nó vận động cân bằng lại mà cổ phiếu này nó không mất đi những vùng 35.67 này thì chúng ta có thể để ý được hay là những cổ phiếu như là <laughs> Nam Long đúng không ạ đó chúng ta thấy là chúng ta phải quan sát này, anh chị chúng ta quan sát đặt vào những cái danh mục chờ mua nếu nó không phá vỡ đi những vùng 40.5 này thì hoàn toàn chúng ta có thể là mở tham gia mua còn những cổ phiếu như TSH đúng không ạ thì em sẽ không ưu tiên giống như là à, cổ phiếu FPT như vậy chúng ta thấy là những cái đợt tăng giá cũng tương đối là dài rồi chúng ta thấy chưa có những lền là tích lũy quá là chặt để là tốt thì nó phải cần vận động ở những vùng này phải đánh giá phải là một hai tuần anh chị hay là nam từ liêm đấy những cổ phiếu này thì em sẽ không ưu tiên mà chúng ta hãy um, chưa lên tham gia trong đoạn này thì chúng ta sẽ chỉ chờ những cổ phiếu như là DIG, phát đạt ở những kênh dưới chúng ta hãy, uh, kỳ vọng những cái đợt hồi phục nếu như nó không phá đi những cái vùng đáy 26 hay là những cổ phiếu như là um, uh, Khang Điền, Nam Long em vừa trao đổi thôi Nha anh chị. Ở anh chị đang xem uh, like nhớ ủng hộ em bằng những uh, lượt đăng ký kênh hoặc là những trái tim màu tím ở phần uh, bình luận nha anh chị. Chứng khoán, chứng khoán thì em cũng không uh, ưu tiên tham gia trong uh, giai đoạn hiện nay. Chúng ta thấy là uh, chứng khoán đã phá vỡ đi những vùng hỗ trợ rồi. Thì chúng ta thấy là khi cổ phiếu nó quay trở lại những vùng này thì đây đang là cái kháng cự rất là lớn của nhóm ngành chứng khoán. Nhưng mà nếu anh chị em mình thực sự yêu thích nhóm ngành chứng khoán thì em chỉ thấy là có duy nhất cổ phiếu MBS này thì nó đang còn có cơ hội mà chúng ta có thể là tham gia thôi. Anh chị như là SSI thì chúng ta thấy nó phá vỡ hết rồi. Thủng hết rồi. HCM Đấy cũng thủng hết rồi. Hay là CTS. <laughs> Đó, anh chị thấy nó cũng thủng hết vùng dao găm rồi. Còn MBS thì chúng ta đang kỳ vọng là khi thị trường điều chỉnh thì cổ phiếu này có thể là giữ được trên những vùng 29.85 đồng pha với thị trường thì khi đó chúng ta có thể đánh cổ phiếu MBS này nha anh chị đó, công nghệ thì cao rồi dầu khí ok dầu khí thì cũng có một số cổ phiếu mà chúng ta cũng phải theo dõi chúng ta thấy là khi nó chạm về những vùng giao găm này thì nó đã có những tiệu tín hiệu rút chân thì chúng ta cùng soi xem là trong ngành nhóm ngành dầu khí thì có cổ phiếu nào anh chị em mình à, à, có thể quan tâm nha anh chị PVD thì à, sẽ nó sẽ về những cái hỗ trợ khung tuần nếu anh chị em mình mà à, muốn mua cổ phiếu trong trung hạn thì quanh vùng 27.5 thì, thì em có thể vào hàng được còn ngắn hạn thì nó đang xấu rồi nếu mà anh chị em mình tham gia ngắn hạn thì phải chờ nó tạo những vùng cân bằng nếu mà không phá đi những vùng đáy hiện tại quanh vùng 28.5 này thì chúng ta có thể là cho nó cân bằng hai phiên thì chúng ta có thể tham gia đánh cái nhịp hồi phục về những vùng khách sạn 30.7 thôi anh chị còn kỳ vọng xa hơn thì chúng ta chưa chưa kỳ vọng sớm nhé PVT oh, PVT ok đấy anh chị ok cổ phiếu PVT này cũng tương đối là ổn anh chị chúng ta kỳ vọng đây là hai vùng giao găm này sẽ là cái vùng hỗ trợ lớn cho cổ phiếu đồng thời là chúng ta thấy là khi vn điều chỉnh thì cổ phiếu này có thể là đồng pha với vn mà nó giữ được nếu mà nó tiếp tục giữ được vùng 28.1 này trong vài phiên tới đồng pha với thị trường và thị trường có thể là giữ được trên những cái vùng 1235 thì cổ phiếu này sẽ là một cổ phiếu tiềm năng trong tiềm năng trong nhóm ngành dầu khí anh chị chúng ta thấy là nó chưa phá đi những vùng hỗ trợ vào đây những vùng hỗ trợ hai dao găm với cả đám mây tương đối là dày đây Ok, BR cũng vậy, BR chúng ta thấy là sàn upcom thì phiên ngày 6 nó những có những cái lến quét quét qua khỏi những vùng giao gam này rồi thì chúng ta hãy tiếp tục chờ những vận động Người ta thấy là hai cái kiếm này bắt đầu nó chĩa xuống rồi. Thì đây là một cái dấu hiệu của những cái đà giảm cực kỳ mạnh anh chị. Thì chúng ta nếu nếu mà sàn upcom thì mở vài phiên tiếp theo chúng ta cùng theo dõi. Nếu mà nó không phá vỡ đi những vùng 21.35 này thì chúng ta có thể tham gia hoặc là chúng ta chờ về những vùng hỗ trợ cung tuần đây nếu mà phá thì chúng ta phải chờ về những vùng 20.7 anh chị 20.7 là chúng ta hoàn toàn có thể là mở mua được rồi đây cũng là một cái vùng mà lên tích lũy trong giai đoạn vừa qua của cổ phiếu PR này rất là hấp dẫn hai cổ phiếu PR và PVT cực kỳ tiềm năng trong nhóm ngành dầu khí anh chị còn PVC thì khá yếu rồi PLX PLX thì đang leo cao gas thì yếu Phép thị yếu. À, đấy nha anh chị em. Còn uh, Tiếp theo Tiếp theo thì anh chị em mình uh, em sẽ lêu ra một số bài học mà chúng ta có thể là đúc kết anh chị. Bài học chúng ta đúc kết ra được sau cái video này hay là trong quá trình giao dịch của mình là chúng ta phải cần quyết đoán bán đi cổ phiếu thoát ngay vị thế nếu mà cổ phiếu vi phạm chiến lược của anh chị em mình nhé. Ví dụ chúng ta ví dụ một cổ phiếu mà em cũng có tham gia nhiều cổ phiếu VX anh chị. Chúng ta phải mua với kỳ vọng là nó vượt qua giao găm anh chị. Nhưng mà khi hàng về nó cho chúng ta những tín hiệu mà phá vỡ đi những cái uh, chiến lược của mình thì ngay ngay sau phiên đó khi cổ phiếu không quay trở lại em anh chị thấy thường thường là phiên đầu tiên thì uh, mình chưa có thể là nói là xác nhận được nhưng mà phiên thứ hai nó đã không lấy lại được những vùng 18.7 lên em đã cắt lỗ ngay ở những cái vùng uh, Ở cây lến ngày 17 tháng 6 Anh chị chấp nhận uh, lỗ và rời bỏ cuộc chơi Thì ngay sau đó chúng ta thấy là đà giảm Nó rất là khốc liệt trong những cái giai đoạn đó <laughs> Thì đó sẽ là nguyên tắc của chúng ta Chúng ta mua vì chiến lược gì Chúng ta phải cắt lỗ vì chiến lược đó anh chị Nếu mà chúng ta không cắt lỗ Thì ho hoàn toàn chúng ta có thể là phải rơi vào những cái vị thế mà khó cắt khi cổ phiếu chúng ta đang uh, lỗ hai ba phần trăm thì khi đó cắt lỗ sẽ rất là dễ nhưng mà để khi cổ phiếu chúng ta lỗ đến 7 đến 10 phần trăm và cây tiếp theo chúng ta mới cắt uh, lỗ thì có thể là chúng ta sẽ uh, cắt vào những vùng đáy và khi cổ phiếu phục hồi thì chúng ta sẽ uh, rất uh, lấy làm tiếc uh, hay là những cổ phiếu đơn cử như là uh, những cổ phiếu như VHC trong giai đoạn hiện nay đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cây lến này, cái lến nếu mà anh chị em mình có đua đúng không? thì chúng ta thấy hàng về chúng ta thấy là lỗ và mất đi những cái vùng giá thấp nhất của cây lến này rồi thì chúng ta cũng phải mạnh dạn và cắt lỗ thôi còn bây giờ thì nó đang nếu mà chúng ta bán bây giờ thì nó đang khá gần những cái vùng hỗ trợ rồi thì có thể là từ những vùng này cổ phiếu sẽ có những cái vực có những vùng hồi phục nha anh chị nên chúng ta phải rất khoát nếu mà chúng ta vi phạm nguyên tắc thì chúng ta phải cắt lỗ thôi à, việc tiếp theo là chúng ta sẽ không đoán đáy và đoán đỉnh cổ phiếu và hơn thua vị trường anh chị thị trường luôn luôn đúng khi chúng ta mất tiền sẽ là tiền của chúng ta còn khi chúng ta có lãi mà chúng ta không chốt thì chưa chắc tiền là của chúng ta nha anh chị thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu khi về những vùng hỗ trợ và không đua FOMO thì khi nó vi phạm mình cắt nó cắt rồi thì tuân tuân thủ nguyên tắc đầu tiên còn tiếp theo là sẽ không gồm lỗ không trung bình giá xuống bởi vì chúng ta nếu chúng chúng ta trung bình giá xuống thì chúng ta đâu có thể đoán được đâu là vùng đáy đâu ví dụ như cổ phiếu vx đúng không ạ à, nếu anh chị em mình mà cố trung bình đáy giá xuống ở những cái phiên này chúng ta cứ nghĩ ở đây là có thể là thị trường phục hồi nhưng mà không nó tiếp tục phá đáy anh chị thì khi anh chị trung bình giá xuống có nghĩa là chúng ta đang lỗ trồng lỗ rồi chứ không phải là lãi trồng lãi rồi đây sẽ là một chiến uh, lược gọi là đầu tư rất là sai lầm trong quá trình của chúng ta À, tiếp theo sẽ là không rơi vào những bẫy tâm lý tránh gỡ gạc anh chị cố gỡ gạc đó thì bẫy tâm lý chúng ta thấy là chúng ta thấy là thị trường chúng ta chưa hoàn toàn là cho chúng ta những cái tín hiệu mà tích cực thì hoàn toàn chúng ta không lên FOMO gọi là trung bình giá để cố gỡ cho uh, tài khoản của mình về những cái mức mà xanh anh chị như em đánh giá mới vài phiên trước đúng không những chỉ số như u sơ index hay là Pinchon index anh chị vẫn đang ở những vùng mà nhà đầu tư có thể chịu đựng được anh chị chúng ta thấy là giai đoạn hai bốn tháng bốn này chúng ta thấy là những cái vùng này nó tiến đến những cái những cái vùng gọi là trên mức năm rồi nghĩa là nhà đầu tư chán ăn chán ngủ mất ăn bán ngủ tâm trạng rất là lo lắng nhưng mà chúng ta thấy sau những phiên giảm đó thì nhà đầu tư vẫn cảm thấy là rất là bình thường anh chị nó chỉ có sự gia tăng thôi nên những cái về mặt tâm lý là chúng ta có thể đánh giá là nhà đầu tư vẫn kiểu như là vẫn muốn bắt đáy hay là vẫn muốn mò đáy của thị trường. Nên đó sẽ là một cái tâm lý gọi là rất là sai trong quá trình đầu tư nha anh chị. <laughs> ok, um, chắc video của em sẽ dừng lại tại đây thì uh, nếu chị em mình thấy video hay và hữu ích thì có thể là để lại cho em những nút uh, like hoặc là những trái tim màu tím ở phần à, bình luận nha anh chị. Nếu anh chị mình yêu thích thì có thể đồng hành cùng em huynh à, qua số Zalo lô em có để trên góc màn hình hoặc là có thể à, à, liên hệ với em qua số điện thoại. thì à, chúng ta cùng nhau có thể là đồng hành trên thị trường mở một tài khoản chứng khoán SSI thì khi đó anh chị em sẽ có những quyền à, lợi tham gia vào những zoom vip tư vấn cổ phiếu 11, nhận định à, cập nhật thị trường trong phiên anh chị cũng như là cách đi vốn hay là quản trị vốn và những cổ phiếu nào mà nó đang có tín hiệu tốt và mạnh để chúng ta có thể là tránh thua lỗ hay là tránh đi theo hoặc những cổ phiếu mà nó đem cho chúng ta những khoản lỗ mà chúng ta không mong đợi nhé anh chị vâng rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video chúc anh chị em có buổi tối ngày cuối tuần vui vẻ nha bye bye